Ok, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với lớp học Tarot cùng Tiến Trần. Và hôm nay là ngày thứ 17, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn sơ lược về những cái phần ý nghĩa, những cái biểu tượng trong Tarot, cũng như là những cái màu sắc, ý nghĩa về màu sắc trong Tarot luôn. Thì ok, thì bài học này mình sẽ chia làm hai phần. Là đầu tiên sẽ giới thiệu bạn về cái ý nghĩa về các số cái biểu tượng hay xuất hiện trong bài. Và phần thứ hai thì mình sẽ giới thiệu với các bạn về vấn đề về cái màu sắc. Thì cái phần mà hiểu được ý nghĩa của biểu tượng và màu sắc á, nó khá là quan trọng. Nó giúp cho các bạn mở rộng cái nghĩa trong bài hơn rất là nhiều. Và nó mở rộng cái trực giác của các bạn khi các bạn giải bài. Nó sẽ giúp các bạn mình thường áp dụng cái vấn đề về cái nghĩa của cái biểu tượng cũng như là màu sắc á, trong một số trường hợp, trong một số tình huống mà khách hàng của mình xin lời khuyên. Thường là mình sẽ sử dụng như vậy trong vấn đề về xin lời khuyên. Tại vì đôi khi á, những cái vấn đề nhìn vào trong cái biểu tượng của lá bài, nó giúp chúng ta đưa ra những cái lời khuyên nó thuyết phục hơn, nó ổn hơn, nó hợp lý hơn trong lúc mình trong một số câu hỏi, trong một số trường hợp nhất định. Ok, cái đó thì khi các bạn mà sử dụng tarot nhiều quá, các bạn sẽ thấy được là ok, chúng ta sẽ có những cái, chúng ta sử dụng cái biểu tượng, cái ý nghĩa của biểu tượng, ý nghĩa của màu sắc sẽ rất là thuyết phục, sẽ rất là đúng, sẽ rất là tốt. Ok, rồi chúng ta bắt đầu với cái biểu tượng đầu tiên. Cái biểu tượng đầu tiên tarot mà chúng ta thường hay thấy chính là biểu tượng về thiên sứ, về thiên thần. Thì như các bạn cũng biết á, là thiên sứ, thiên thần thì trong một số nền văn hóa, trong một số cái tôn giáo thì nói đây là cái gọi là sứ giả của thượng đế, sứ giả của chúa trời. Thì cái sứ giả của thượng đế, sứ giả của chúa trời, thì cái hình ảnh của những cái vị thiên sứ như vậy, họ mang đến cho chúng ta những cái thông điệp, những cái thông tin từ cuộc sống, từ những cái thông điệp, những cái thông tin từ phía bên ngoài kia. Nó nhắc nhở chúng ta nên cẩn trọng, nhắc nhở chúng ta nên biết cái cách để tiếp thu. Chúng ta nên tiếp thu những cái gì mà đang đến, chúng ta nên hiểu những gì mà đang đến, chúng ta nên bình tĩnh lại, chậm lại để xem xét vấn đề. Đó là khi mà xuất hiện thiên sứ thì ý nghĩa là như vậy. Cái là hình tượng thiên sứ là hình tượng là cuộc sống đang gửi thông điệp, và chúng ta nên bình tĩnh để nhận thông điệp đó và xem xét lại chúng ta đang làm cái gì và đang thiếu cái gì, đúng cái gì, sai cái gì. Đó là như thế. Ok, vấn đề thứ hai, cái biểu tượng thứ hai mà mình cũng hay thấy đó là biểu tượng về cái chuỗi xích hoặc là dây xích. Thì cái biểu tượng đó nó thể cho cái sự kết nối, sự gắn kết. Nhưng mà cái tính kết nối, tính gắn kết này nó lại mang một cái, nó như là chúng ta không thể nào giải thoát được, chúng ta không thể nào chủ động để giải thoát được, nó rất là khó khăn. Nó cái kết nối này nó mang tính chất trói buộc và bắt buộc. À đó, cái chuỗi dây xích đó. Rồi hình ảnh tiếp theo chính là trẻ con. Trẻ con nó thể hiện cái sự hồn nhiên, thể hiện sự ngây thơ, nó thể hiện với một cái gì đó, một cái nguồn năng lượng nó tươi trẻ, nó phát triển đó. Và trong một số trường hợp thì trẻ con, ý nghĩa của hình ảnh trẻ con trong bài tarot nó cũng nói về vấn đề về gia đình và hạnh phúc của gia đình. Rồi tiếp theo là biểu tượng về vòng tròn. Vòng tròn các bạn có thể thấy trong nhiều lá như là Wheel of Fortune, The World, những cái lá bài của cái sự chuyển đổi, một cái gì đó, một cái dòng lặp bất tận, cái nguồn năng lượng nó chạy liên tục và không dừng lại. Đó, cái nguồn năng lượng nó chạy liên tục và không dừng lại, nó thể hiện cho vấn đề là hoàn thành một câu chuyện và bắt đầu một câu chuyện mới, vòng tròn. Rồi tiếp theo nữa là một hình ảnh mà các bạn cũng dễ bắt gặp, đó chính là hình ảnh về chiếc vương miện. Chiếc vương miện là nó thể hiện cho một sự thành đạt, nó thể hiện cho một sự thành công, và nó cũng thể hiện cho cái vấn đề là cái sự tập trung và ý chí tinh thần và tư duy vào những cái gì thực tế, những cái gì thực dụng. À là như vậy. Đó là cái hình ảnh của cái vương miện, ý nghĩa là như thế. Rồi tiếp theo là hình ảnh của cái những cái về cây ăn trái, cây ăn quả, nó thể hiện cho chủ đề về sinh sản, sự phát triển, sự phồn thực. À rồi tiếp theo là hình ảnh về vườn tược. Vườn tược á thì nó cho thấy được là cái sự nhàn nhã, cái sự hưởng thụ. Vườn tược còn cho thấy, chúng ta thấy được là ok, con người không chỉ biết là sử dụng ăn mòn bà mòn trên đất, mà chúng ta còn biết chăm sóc bảo quản mà giúp đất đai phát triển. Thì cái vườn tược đôi khi còn thể hiện một sự hoàn hảo của một cái gì đó mà nó cảm thấy là cảm giác tốt đẹp và nó tận hưởng, nó an dưỡng đó. Rồi tiếp theo nữa là hình ảnh về những cái đôi bàn tay. Thì đôi bàn tay thì chúng ta chia ra làm hai, là chúng ta có được là tay trái là thể hiện cho ý thức, cho sự chủ động, cho cái tính nam, còn bàn tay phải thể hiện cho cái tiềm thức, cho những cái vấn đề về cái tính bị động hơn, và nó đại diện cái tính nữ. Rồi tiếp theo chúng ta có một cái biểu tượng là biểu tượng vô cực có thể cho một cái sự vật, sự việc lặp đi lặp lại liên tục, một cái đời sống vĩnh hằng lặp đi lặp lại liên tục, một cái nguồn năng lượng lặp đi lặp lại liên tục.
nghe nó có vẻ giống The World, nhưng mà The World nó là hoàn thành, nó là một nâng tầm lên. Còn cái phần về sự vô cực á, cái xin lỗi, nghe giống như vòng tròn, nhưng mà vòng tròn là kết thúc, hoàn thành là nâng tầm. Các bạn nên lưu ý vòng tròn nó có sự nâng tầm, còn về phần quỷ tượng vô cực nó là một sự lặp đi lặp lại liên tục, có là nó bị lòng vòng, nó không có được nâng tầm, nó chỉ giữ mức độ thôi và nó lòng vòng. Cái là bảo dấu của quỷ tượng vô cực và vô cực, và nếu mà bạn nào không biết thì cái vô cực nó sẽ là một số 8 nằm ngang nha các bạn. Rồi tiếp theo là biểu tượng của mặt trăng. Mặt trăng thể hiện cho những gì không rõ ràng, những gì mơ hồ, những gì liên quan tới tiềm thức, những cái thử thách liên quan tới tiềm thức. Nó đôi khi nó kích phát được tiềm năng của chúng ta, nhưng đôi khi nó sẽ làm chúng ta cảm thấy là mơ hồ, cảm thấy mệt mỏi trong đời sống. Đó là ý nghĩa của mặt trăng. Nó còn thể hiện một vấn đề là nó thể hiện những cái tác động không rõ ràng vào trong đời sống của chúng ta. Ví dụ như là mặt trăng thì các bạn có thể thấy là nó tác động mực nước, nó thủy triều rồi, nhưng mà những cái tác động chúng ta không nhìn thấy được. Thì đó là một ví dụ. Chúng ta sẽ mặt trăng, sự kiện mặt trăng là nó thể hiện một ý nghĩa là cái sự tác động không rõ ràng vào trong đời sống của chúng ta. Rồi tiếp theo đó là hình tượng của núi. Núi trong tarot nó có hai cái ý nghĩa, một là sự thử thách, còn hai là mục tiêu hướng tới. Bạn lưu ý vấn đề núi trong tarot nó có hai cái nghĩa là như vậy, cho nên là đối với cái vấn đề về ngọn núi đó, thì bạn nên phải xem xét cái vấn đề là trong cái câu chuyện đó, cái đó là đang là thử thách hay là đang là mục tiêu. Rồi tiếp theo là quả thạch lựu. Quả thạch lựu thì các bạn thấy hình ảnh này trong những cái lá như là lá The Empress trên cái áo của cái người nữ hoàng, của người phụ nữ đó, chúng ta sẽ thấy được là cái quả thạch lựu là như thế nào. Thì cái quả thạch lựu này nó thể hiện cho một cái sự sinh sản, một cái ý thức hệ tiềm năng phát triển rất là mạnh, và một cái kiểu như là một cái đời sống bất tận của các bạn, tức là phát sinh liên tục, phát triển liên tục và không dừng lại đó. Cái là luôn luôn có sự phát triển, luôn luôn có sự phát triển cực mạnh nó diễn ra. Đó chính là ý nghĩa của quả thạch lựu. Cái sự phát triển này mình, các bạn nghe các bạn cảm thấy là nó hơi giống với cái vấn đề về của cây ăn quả, nhưng không phải nha các bạn. Cây ăn quả là cái sự phát triển nó có cái nó có cái sự tương tác, còn quả thạch lựu là nó là một đời sống bất tận, nó sự cái sự tương tác đó nó không có cần phải nhất thiết phải diễn ra, nó sẽ tự sinh trưởng, tự phát triển. Cái đặc điểm của cái hình ảnh đó nó là như vậy. Rồi tiếp theo chúng ta đến với hình ảnh về con rắn. Hình ảnh về con rắn ở trong kinh thánh thì nó sẽ giống như là trong tarot thì cũng giống như trong kinh thánh, có nghĩa là nó sẽ mang cái tính chất của những cái sự dối trá, sự lọc lừa, nhưng mà đôi khi nó còn mang cái tính chất của nền kiến thức và sự hiểu biết nữa, cho nên các bạn nên tùy vào trường hợp chúng ta nên vận dụng cái nghĩa. Tiếp theo là vấn đề cái hình tượng về sông suối, sông ngòi thì nó sẽ thể hiện ra cái luồng tư tưởng, cái luồng cảm giác, cái luồng cảm nhận được định hướng cụ thể. Vậy thì khi xuất hiện cái ngọn, khi xuất hiện những cái hình ảnh về những cái con sông, con suối á, thì thường là cái người rút cái lá bài đó, người ta sẽ không có thể nào người ta tự quyết định cái hướng của người ta, hoặc là cái cảm xúc của người ta đang bị cái khác tác động, đang bị cái khác dắt đường, cho nên mới dùng cái từ là dòng suy nghĩ, dòng cảm xúc nó được định hướng, nó là như thế. Rồi tiếp theo là biểu tượng mặt trời. Mặt trời á thì nó sẽ thể hiện cho cái vấn đề về cái nguồn sáng, cái nguồn năng lượng, mọi thứ rõ ràng, mọi thứ ấm áp, mọi thứ thoải mái. Đó là cái nghĩa rất đơn giản về mặt trời. Tiếp theo là biểu tượng về ngai vàng. Ngai vàng rất là dễ hiểu, các bạn cũng có thể tự suy luận. Ngai vàng có thể cho cái quyền lực, cho cái nhìn tôn trọng và cũng như cái sự gọi là quản lý tất cả mọi thứ, chuyên quyền tất cả mọi thứ. Tức là như vậy, tức là ngai vàng là nắm cho quyền lực của một vị vua, nắm cho sự, nó thể hiện vấn đề là cái sự toàn quyền trên toàn bộ quốc gia của ông ta, có thể chúng ta là quản lý được nhiều vấn đề, nhiều thứ khác nhau. Rồi và cái cuối cùng là cái vòng nguyệt quế. Vòng nguyệt quế thì nó sẽ đại diện cho những cái sự chiến thắng, cho những cái mục tiêu đạt được, hướng tới được thành hiện thực. Đó là như vậy. Rồi thì đó là những cái biểu tượng cơ bản và mình muốn giới thiệu với các bạn, để các bạn có thể tổng hợp được một số cái nghĩa mà khi các bạn nhìn vào trong những cái biểu tượng đó, bạn hiểu được cái lá này còn có nghĩa là như vậy, lá kia còn có nghĩa là như vậy, hiểu là tại sao nó phát triển, tại sao nó không phát triển, tại sao nó lặp đi lặp lại, vân vân và vân vân. Đó là những cái mà cơ bản nhất mà mình hướng tới cho các bạn. Rồi mình xin phép dừng cái phần 1 ở đây, cái phần 2 thì mình sẽ tiếp tục ở video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.